Đây mấy nay cũng rất là lạnh, lạnh là do không có nắng. Tối mà dựng lều nằm ngủ ngoài trời á, thì có lạnh không? Đấy, lạnh chưa? Lạnh không phải là thấy bà nội bà ngoại, thấy mẹ, thấy ông nội ngoại đâu, mà lạnh thấy Thấy chính bản thân mình tự hỏi mình coi tại sao lại phải run, tại sao lại phải lạnh. Ok, và khi đó hết lạnh. Bắt đầu một chuyện gì đó thì gần như tôi không có sự chuẩn bị. Chuẩn bị nhiều làm mẹ gì, ở đâu cũng có đồ cho mình thôi. Vấn đề là mình có biết xài, có muốn xài hay không. Mới chuẩn bị nó chỉ là những cái thứ cần thiết thôi. Ví dụ như làm vlog thì chỉ cần một cái laptop và cái máy rồi cái mic rồi mấy cái thứ đồ linh tinh quần áo này nọ thôi. Và khi bắt đầu một cái gì đó, thứ cần nhất là niềm tin. Niềm tin vào chính mình thôi. Vì thật sự khi mà không có niềm tin thì chả làm được cái khỉ gì hết. Còn cái phương án rồi khó khăn rồi sự cố rồi tình huống thì đó là cách mày làm điều đó thôi, hãy tận hưởng nó đi. Và đến lúc thành hay bại thì cuối cùng chúng ta cũng đã được làm cái việc đó. Nói cho nó vanh vở, đã mơ thì thực hiện ước mơ thôi. Bởi vậy tao cứ vậy hoài, cái mắt mà show này nó cũng vậy. Nội dung nó có thể đúng hoặc sai, nhưng mà tin tôi đi, đến một ngày nào đó, đến một lúc nào đó, hoặc là đến một cái thời điểm nào đó thôi, bạn chẳng còn quan tâm đến đúng sai, được mất hay là bất cứ thứ gì nữa. Tin tôi đi, đến một ngày nào đó bạn rất là dễ dàng bỏ qua mọi thứ để tử tế với bản thân mình. Ôm vào mình những cái muộn phiền để làm cái gì, nói như thế thôi. Và đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra một điều rằng bạn chưa tử tế với bản thân bạn. Và tử tế với bản thân là cái gì? Ở đây cái clip đầu tiên của Mắt Mà Show nó cũng khá là quằn quại á, nên ai thích thì coi mà không thích thì đừng có coi. Nó thiệt, coi xong dislike tôi mệt lắm, nhận dislike là tôi thấy không có vui vẻ gì rồi. Nhưng mà khi mà xem xong rồi mà không share thì đó cũng là một cái điều gì đó thiếu sót. Vì sao? Vì đến một lúc nào đó bạn cũng sẽ như tôi, cũng sẽ gặp những cái tình huống như tôi, cũng sẽ nằm trong cái hoàn cảnh như tôi. Và đây giống như một cái gì đó động viên tinh thần thôi, chứ không phải là cứu cánh, cứu sinh, niềm tin, cái khỉ khô gì ở đây đâu. Giống như cái kiểu mà ca một bài lúc say rồi say luôn cái bài đó khi ca. Cảm giác đó rất là lắc lư đó. Rất là lắc lư luôn, bệnh bồng luôn. Thử đi. Trẻ không chơi thì già mất nết đó. Điều đó đúng nhưng không đúng đâu. Ok, còn trẻ thì cứ mơ, cứ yêu, cứ tận hưởng, cứ sống. Ở đây tôi không có khuyên giết người hay đốt nhà nha. Cứ làm mọi thứ bạn muốn và chịu trách nhiệm về nó. Đến một cái thời điểm nào đó bạn sẽ không còn khả năng làm những cái điều mình đang nghĩ, thì chả có gì để giá như cả. Nếu như ngay bây giờ bạn không làm thì đến một lúc nào đó bạn sẽ giá như, và giá như thì nó sẽ như cái rổ giá. Ok, và clip này mình nghĩ là kết thúc ở đây là được rồi, và hẹn gặp lại ở những cái clip sau, nói về những cái chuyện hay ho hơn, những cái chuyện thường ngày thôi. Ở đây nó không phải là bài học đạo đức, ở đây cũng chả nói đạo lý. Ở đây chỉ nói những câu chuyện hàng ngày, ví dụ như phía sau kia trời rất là nhiều mây và trên này nó có một ít nắng, và cái mặt bây giờ chắc là đẹp lắm ấy, tại vì khi mà ngồi ở đây thì sẽ không có thấy được cái mặt mình ở trong cái màn hình. Ok, bye bye và hẹn gặp lại.